Minh Châu và Thanh Huy xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy biết không, chương trình của mình á đã dạy về những món như là món ăn chính nè, món tiệc nè, rồi cả những món trong những ngày lễ Tết nữa. Nhưng mà bây giờ em vẫn muốn anh Huy giới thiệu cho em một món ăn sáng đi. Minh Châu ơi, em thích ăn món nước hay là món khô nè? Món khô đi. Được rồi, hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Minh Châu cũng như quý vị khán giả ở đây một món ăn sáng rất là ngon, có tên gọi là bún thịt nước. Để chuẩn bị món này, chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị sau: thịt nạc dăm, rau sống salad, dưa leo, hành lá, giá, bún tươi, đậu phộng, ớt giã nhuyễn, tỏi giã nhuyễn, hành tím giã nhuyễn, sả giã nhuyễn, rượu ngũ vị hương, màu dầu điều, mật ong, cà rốt, củ cải trắng chúng ta sẽ ngâm chua ngọt, mỡ, nước mắm, một số gia vị thông dụng. Ngoài ra chúng ta cần có hạt nêm Aji ngon, nước tương Lisa và một gia vị nữa, đó chính là giấm gạo Lisa. Thịt chúng ta sẽ sắc miếng. Đây, bây giờ thì anh sẽ lần lượt cho gia vị vô, em nhìn kỹ nha. Sả, anh băm thật là nhuyễn. Hành tím băm thật là nhuyễn. Thật là nhuyễn. Các bạn lưu ý, khi hành tím và tỏi, sả chúng ta băm thật là nhuyễn thì khi nướng lên sẽ không bị khét. Nếu mà em băm mà còn to quá thì rất là dễ bị khét. Rượu ngũ vị hương để tăng thêm mùi vị nè. Màu điều. Một chút xíu màu điều. Mật ong. Mật ong. Aji ngon nè. Aji ngon nè. Nước tương Lisa nè. Ngoài ra chúng ta nêm thêm một chút xíu đường, tí xíu muối nữa nha. Em trộn đều lên. Trong lúc đợi thịt thấm gia vị thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách pha nước mắm chua ngọt nhé. Chúng ta sử dụng 5 muỗng nước lọc, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, nửa muỗng giấm gạo Lisa, tỏi bầm, ớt bầm. Em giúp anh quậy đều hỗn hợp này lên nhé. Đồng ý. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục xỏ những cái que cây để chúng ta xiên vô thịt này và đem nướng lên. Chúng ta xiên như thế này nha. Xiên qua đây. Xiên lên. Rất là đơn giản. Mục đích của chúng ta xiên là trải đều miếng thịt ra để khi nướng thì cái miếng thịt này tiếp xúc đều với lửa than nè, hoặc là khi nướng bằng lửa điện thì cũng chín đều hơn. Xong ngay thôi Châu ơi, đợi anh một chút xíu, anh đi nướng thịt rồi anh quay lại ngay. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, đây là một món ăn đặc trưng của người dân Nam Bộ và chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều những quầy thịt nướng ở trên đường và mùi thì thơm lừng không thể chịu nổi luôn đó quý vị. Và quý vị đã bao giờ thử làm món bún thịt nướng tại gia đình mình chưa? Sau khi theo dõi chương trình ngày hôm nay, quý vị hãy thử làm xem nhé. Minh Châu tin rằng sẽ rất thú vị và quý vị sẽ cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Còn một khâu nhỏ nữa thôi, bây giờ chúng ta làm mỡ hành. Em bắt bếp lên. Em mở bếp lên cho anh. Hành lá anh sẽ sắc nhuyễn. Sau khi sắc hành xong, chúng ta cho ra một cái chén. Chúng ta cho mỡ sôi trong chảo lên. Một phần mỡ dư chúng ta sẽ cho mỡ nguội vô chén mỡ hành trước. Chúng ta sẽ để cho mỡ thật là sôi rồi chúng ta chế vô đây. Dạ. Nhưng mà để cho mỡ hành được đậm đà thì em sẽ nêm vô đây trước một miếng muối. Dạ. Em đảo đều đi. Rồi bây giờ mỡ cũng thật là nóng rồi nè, em sẽ chế ra nha. Dạ. Rồi. Em đảo đều là được rồi. Hay quá. Quý vị khán giả thân mến, để có một chiếc mỡ hành thật xanh và thật thơm ngon thì không còn gì đơn giản hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng thực hiện theo công thức mà chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã gửi đến quý vị. Đó là chúng ta sẽ cắt hành thật nhuyễn cho vào chén, sau đó cho vào một ít muối và dùng mỡ nóng rưới vào. Như vậy thì hành của chúng ta vẫn giữ được một màu xanh rất đẹp. Chúng ta sẽ sắc dưa leo ra thành từng sợi như thế này. Salad và rau thơm chúng ta cũng sắc sợi nhỏ. Giá chúng ta đã rửa sạch rồi. Bây giờ thì phần mà em chờ đợi cũng đã đến rồi. Thịt anh cũng vừa nướng chín tới. Chúng ta lưu ý không nên nướng thịt lâu quá, như vậy thịt sẽ khô, không ngon nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy thịt ra. Đây.
Trước hết là anh sẽ cho một ít giá rau sống, dưa leo vô phía dưới nè. Tiếp theo là bún. Bún. Thịt nướng chúng ta để xung quanh nè. Đây, cà rốt, củ cải, chua ngọt. Đậu phộng lên một ít. Còn chút xíu nữa quan trọng lắm. Anh chút xíu nữa là anh quên rồi. Ngon nhất là chỗ này. Và đẹp mắt nữa chứ. Đây, một ít mỡ hành. Để cho món ăn thêm phần đẹp mắt hơn, chúng ta cũng có thể cho thêm một ít rau giá xung quanh. Đây, anh sẽ chan mắm vô nha. Wow. Còn một điều quan trọng nhất. Một điều quan trọng nhất là phần đánh giá của em. Anh có chuẩn bị sẵn đây một cái chén, một đôi đũa. Gấp bữa phần này cho em nha. Đây, em ăn thử coi sao. Nhìn thì rất là hấp dẫn, mà để em phải kiểm tra mới được. Rất ngon đó anh Huy. Cảm ơn em. Quý vị và các bạn thân mến, thịt nướng mềm chín tới và rất thơm ngon, dậy mùi mỡ hành rất thú vị. Và chúng ta sau khi thực hiện món này xong thì đừng quên liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày theo số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số điện thoại 061-882-6188 để kể cho chúng tôi nghe rằng quý vị đã thực hiện món ăn này thành công như thế nào. Bây giờ thì Minh Châu và anh đầu bếp Thanh Huy phải nói lời chào tạm biệt với quý vị. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong rất nhiều chương trình Món Ngon Mỗi Ngày lần sau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.